Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin phản ứng trước tin rò rỉ ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền. Đại hội Đảng khóa 13 chỉ vừa mới bắt đầu được một ngày, nhưng từ giữa tháng 1, hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã nhóm họp để thông qua danh sách đề cử các vị trí lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ tới 2021-2025. Từ đó, một số nhà quan sát chính trị cho là có tin nội bộ đã được xác định 4 người sẽ giữ các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã 77 tuổi, người giữ ghế Tổng Bí thư 2 nhiệm kỳ gần nhất từ năm 2011 cho đến năm 2020 và sẽ tiếp tục được Trung ương Đảng bình bầu giới thiệu ra Đại hội Đảng thứ 13 lần này. 3 người còn lại được dự đoán thuộc nhóm tứ trụ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Vương Đình Huệ, với các chức danh lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ chủ bị của Đại hội Đảng lần thứ 13. Theo Điều lệ Đảng, Điều 17 có ghi rằng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ngoài ra còn có quy định Ủy viên Bộ Chính trị tái cử nói chung không quá 65 tuổi. Ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất đã giành được suất trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tái cử vào hội khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2020. Trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội có nhiều ý kiến chỉ trích việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tham gia chính trường dù đã quá tuổi rất nhiều. Sức khỏe của ông hết sức yếu và không đủ tiêu chuẩn tái cử theo chính luật của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, đó là điều lệ Đảng. Và với việc tái cử lần này thì phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đã vứt điều lệ Đảng sang một bên? Một số độc giả đã bình luận trên fanpage của Đài Á Châu Tự Do như sau: vừa đá bóng vừa thổi còi thì chịu rồi, dân Việt thấp cổ bế họng, chưa kịp nêu ý kiến chính đáng đã bị bế đi rồi. Thử hỏi một đất nước mà tiếng nói của người dân không có tác dụng gì thì lấy đâu ra tự do, công bằng, dân chủ và văn minh. Những từ ấy nhắc chắc chỉ có trên TV mà thôi. Còn độc giả Triệu Long Tú đã nói: bác Trọng không tham quyền lực đâu, bác cũng muốn nghỉ hưu lắm, nhưng vì người dân tin tưởng nên bác phải cố gắng làm vì dân thôi. Độc giả Tâm thì nói một đằng là một nẻo, lời nói không đi đôi với việc làm thì đất nước cũng vì vậy mà nghiêng ngả theo. Độc giả Huỳnh Văn Thành cũng chia sẻ như vậy. Chỉ thị số 51 CTTV do ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào hồi tháng 1 năm 2016 có quy định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Tuy nhiên, ngoài việc đã làm Tổng Bí thư 2 nhiệm kỳ kế tiếp, ông Nguyễn Phú Trọng còn kiêm luôn chức Chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Và điều đó chứng minh ngược lại tất cả những gì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói ra. Như vậy, người Cộng sản vẫn hay nói một đường, làm một nẻo là như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 để giành lấy ghế Chủ tịch nước. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của Hà Nội. Như nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội đã nói với đài FA rằng, trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, người dân rất dễ dàng đào lại các thông tin và ngôn ngữ của lãnh đạo, từ đó đối chiếu với việc họ đã làm. Ông nói, thực ra mà nói, thì Đảng Cộng sản người ta có quyền lực trong tay thì những điều lệ hay nguyên tắc đó có thể thay đổi. Có điều, trong thời buổi thông tin rộng mở như ngày nay, thì người ta sẽ không che giấu được những lời hôm trước nói thế này, ngày mai lại làm thế khác. Còn tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu thì bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân rằng, cái quy định giới hạn nhiệm kỳ nhằm mục đích hạn chế tham nhũng quyền lực, một người nắm quyền 10 năm là đã quá đủ. Ông nói tiếp, hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để thi thố tài năng, vắt kiệt sáng tạo và sinh lực để cống hiến. Sau hai nhiệm kỳ chỉ còn lại lối mòn và trì trệ. Đất nước 100 triệu dân trùng điệp những người tài mà không cần ngoại lệ. Ngay trong toàn đảng với hơn 5 triệu 100 ngàn học viên cũng có những người tài mà không cần đến ngoại lệ. Ngay chính những trường hợp ngoại lệ cũng có thể không cần đến ngoại lệ, miễn là tranh cử tự do. Không ai cần là ngoại lệ cả, bất cái thế càng không cần ngoại lệ. Quy luật của vũ trụ không có ngoại lệ.
Điều mong đợi là sự sáng suốt và sự dũng cảm của các đại biểu Quốc hội, đại biểu của Đại hội Đảng lần thứ 13, cờ đến tay ai, người đó phật, ông nói. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, được dự báo là sẽ nắm chức Thủ tướng Chính phủ. Không chọn được người kế vị, chiều ngày 22 tháng 1 trả lời báo chí trong nước về câu hỏi, trong trường hợp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đại hội tiếp tục bầu làm thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa, thì có sửa điều lệ đảng hay không? Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết, các trường hợp nhân sự thuộc diện đặc biệt hay việc có sửa điều lệ đảng hay không sẽ do đại hội quyết định. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, giải pháp buộc thay đổi điều lệ đảng để ở lại cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một người có trình độ kém cỏi, thất bại trong giải pháp bố trí nhân sự. Ông nói tiếp, việc phải thay đổi, sửa đổi điều lệ đảng để ông ấy ở lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa, theo tôi, đó là một giải pháp kém. Cách làm của ông ấy là chỉ muốn dùng quyền để bố trí người này, người nọ, chứ không dùng phương pháp để tranh cử, chọn người tài. Vì thế, ông Trọng chỉ loay hoay tìm những người xung quanh ông ấy, như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, người mà ông Trọng thích thì Trung ương lại không vừa lòng. Như thế thì không được, nên buộc ông Trọng lại phải giở một thủ đoạn hèn kém là sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Mà muốn ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng, tức là phải sửa điều lệ đảng để được ở lại. Tôi cho là quá dở. Một người có trình độ thông minh, một người tử tế, tôn trọng lẽ phải thì không nên làm như thế. Còn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã bình luận với đài FA từ Hà Nội rằng việc sửa điều lệ đảng về luật là không có gì sai cả. Về đại hội có quyền đó, chỉ cần 1.600 đại biểu đồng ý sửa là được. Đại hội có quyền sửa, lần này sửa, rồi lần sau lại sửa ngược lại là không được làm quá 2 nhiệm kỳ thì cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì đây đâu có phải là một nước có dân chủ, đa nguyên như là ở chỗ khác đâu. Ở đây chỉ có mỗi một đảng. Theo quan điểm của tiến sĩ Hoàng Hợp, ông cho rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng không muốn tiếp tục nắm quyền thêm nữa vì tình trạng sức khỏe quá yếu. Ông nói, gần đây ông ấy giới thiệu ông Trần Quốc Vượng khoảng 3 lần ra Bộ Chính trị để đồng ý chấp thuận cho ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng bí thư. Nhưng Bộ Chính trị người ta không đồng ý, người ta bỏ phiếu thấp và không đủ. Cho đến phút cuối cùng thì ông ấy buộc lòng phải đứng ra tự ứng cử. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nói như thế có nghĩa là ông ấy không hề có tham vọng quyền lực ở lại, bởi vì ông ấy yếu lắm, sức khỏe đang yếu, đi lại còn khó khăn, còn cái đầu ông ấy cũng không biết có tỉnh táo hay không. Nếu bảo ông ấy ở lại thêm và sẽ làm được tốt thì rất là khó, vì thứ nhất là độ tuổi, nhưng độ tuổi cũng không quan trọng bằng cái năng lực hành vi lãnh đạo của ông ấy có đủ hay không thì mình không thấy rõ. Vào sáng ngày 25 tháng 1, tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đã diễn ra Hà Nội, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên họp chủ bị. Đại hội dự kiến kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, với sự tham gia của 1.587 đại biểu. Vào ngày 26 tháng 1 sẽ chính thức họp phiên khai mạc Đại hội Đảng. Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 15, ông Nguyễn Phú Trọng nói là đã thông qua danh sách đề cử trường hợp đặc biệt và nhân sự tứ trụ với số phiếu tập trung rất cao để trình ra Đại hội lần thứ 13. Cùng khoảng thời gian này, mạng xã hội đã xuất hiện bài hát thơ ca với thông điệp mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ở khóa 13. Cũng hôm 27 tháng 1, có những tờ báo như Việt Nam Express có bài với tựa đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử. Tờ báo này trích lời ông Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói như sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử. Tiết lộ của ông Hầu A Lệnh cũng được các báo khác dẫn lại, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng ta là hơn 65 tuổi, như vậy đồng chí Bí thư Chủ tịch nước là một trong số các đồng chí đặc biệt, ông Lành nói. Tuy nhiên, có lẽ vì một sức ép rất lớn cho nên chỉ vài tiếng sau khi những bài tin như vậy được đưa ra về ông Nguyễn Phú Trọng, tất cả các báo lớn ở Việt Nam đã đồng loạt rút hết chi tiết này ra khỏi bài viết trên trang web của họ. Rất tất nhiên, những người xem họ đã biết và họ đã chụp lại màn hình. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với câu nói đánh động dư luận như lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Cũng rộ lên thơ ca, nhạc họa về ông Nguyễn Phú Trọng để đánh bóng ngay trước kỳ đại hội. Cũng từ những thông tin nổi lên gần đây, những người được xem là thạo tin chính trường tại Việt Nam cho rằng đương kim Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi, người giữ ghế Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ gần nhất từ năm 2011 đến năm 2020 đã được Bộ Chính trị giới thiệu vào Trung ương Đảng tại Hội nghị 15 thông qua phương án dự kiến cho chức danh Tổng Bí thư khóa 13. Và liệu ông Nguyễn Phú Trọng
có giữ được điều này khi Trung ương bỏ phiếu hay không thì chúng ta tiếp tục theo dõi tiến trình Đại hội 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi và đón xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 với bản tin Phản ứng trước thông tin rò rỉ, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.